Chiều qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có buổi làm việc với Trung tâm Dữ liệu Giám sát Tàu Cá thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cho biết đợt thanh tra lần thứ 5 của EC dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay. Như vậy, về thời gian là không còn nhiều. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp, từ trung ương đến địa phương phải tập trung với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, thống nhất hành động với quyết tâm cao nhất để gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC. Tại buổi làm việc, sau khi nghe các báo cáo của Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đại diện Bộ Ngoại giao, đại diện Bộ Quốc phòng và các đơn vị có liên quan về tình hình thực thi và chấp hành pháp luật của ngư dân trên biển, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế và cần phải làm ngay trong thời gian tới. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông có các biện pháp về mặt kỹ thuật, giải quyết các vấn đề kết nối thông tin liên lạc, vị trí tàu thuyền của ngư dân được liên tục, hạn chế thấp nhất tình trạng bị gián đoạn kết nối. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao trong thời gian nhanh nhất bàn giao các vị trí, khu vực vùng biển được phép đánh bắt hải sản hợp pháp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để từ đó có các biện pháp tuyên truyền và giám sát ngư dân đánh bắt hợp pháp. Về tăng cường tính răn đe, xử lý các trường hợp vi phạm về khai thác, đánh bắt bất hợp pháp, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo 28 địa phương có biển, cần phối hợp chặt chẽ với những con người hiện có, phương tiện trang thiết bị hiện có, làm tốt nhất những gì có thể để khắc phục được thẻ vàng trong tháng 10 năm 2024 này.